về nhà bố mẹ cây cây nhờ các con ở đồi. Nhưng con ai ngờ đâu ngày hôm nay bao nhiêu lá vàng thì còn heo hắt ở trên cây. Bố mẹ không ngờ đâu năm nay 7 năm qua con đỡ ngược chiều, con bỏ bố mẹ con ra đi. Sao đành con ơi nước mắt đầy vơi, bố mẹ biết phải làm sao. Có con ở trên đời này con ơi. Con ơi các anh chị em con nước mắt tuôn rơi khóc chẳng nên lời con ơi. Chỉ còn một ngày nay ngày mai đêm mai nữa thôi. Con ở trên đời với bố mẹ bên các anh chị các em các cháu của con ở đời. Con ơi ai đã làm nên âm dương cách biệt con từ đây.
Để rồi anh bỏ vợ hiền, anh bỏ cháu con, anh ra đi sao đành. Anh Hưng ơi, lúc nghèo đói thì vợ chồng mình quay quần bên cháu bên con. Anh ơi, nay anh đã đến tuổi an nhàn, sao anh không ở để cháu con trả nghĩa để anh ơi. Anh ơi, vợ chồng mình lấy nhau mấy chục năm mi học chẳng nên lời cháu ơi. Cháu ra đi để lại cho ông câu quá đau hoàng. Ông khóc cả đêm mà gọi vậy nỗi xót ta xa. Ôi cháu ơi, sao lại đến đi nỗi này. Cháu ra đi cháu để cho chết đi đời.
tình thương óc óc ca em cháu có biết gì không. Xin được cảm ơn. Bác Hương ơi, còn cháu sĩ ở bên bác ơi. Bà gầy khăn tăng tâm tâm lệ trên đầu. Thương bác nhiều lắm bác ơi. Bác lên đây ở sông sáu sơn cầm về với em đây em ơi. Hương em ơi, các anh chị con của bác lên nhận được tin em đã qua đời. Các anh chị chờ ở vô tranh về đây để kính viếng hương hồn ông xin trân trọng và kính mời. Ông ơi, nhận được tin cùng anh em cháu trở về. Ông ơi, tình cảm không ra thì sâu nặng nghìn tình ông ơi. Ông ơi, gia đình thông gia bà mẹ ở vô tranh đây cùng anh em cháu con trở về. Cho hương nghi tinh nghi ông đi về.
lại mà xem. Con nỗi đau nào bố mẹ mất con trên đời này. Con ơi, bố mẹ kêu mang con từ 9 tháng 10 ngày. Con ơi, con ơi, bố mẹ kêu mang con nông lên rồi lại nông này. Con ơi, chờ tới khi sinh sinh thời. Con ơi, nuôi con bố mẹ chỉ mong sao con khôn lớn bằng người. Con ơi, rồi